Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xeo Đam Mê, có địa chỉ tại 175 đường An Định, thành phố Hải Dương. Vậy thì ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bác một chiếc Mẹ E vô cùng giá trị và đẳng cấp. Những chiếc xe Mẹ E 250 thế hệ mới, cái này thì có số điện và cửa lóc rồi các bác nhé. Những mẫu xe Mẹ thì các bác có thể thấy rằng trên thị trường thì luôn luôn rất là xa xỉ và đắt đỏ. Nhưng không, đến với xe Mẹ Đam Mê thì các bác sẽ sở hữu được mẫu xe chất lượng, bao cam kết không đâm xô, không tủy ghi ngầm nước, xe còn vận hành tốt như mới các bác nhé. Mọi cái chi tiết và yếu tố thì đã được bảo dưỡng bảo trì. Những cái gì qua thời gian thì chúng tôi đều có gói bảo dưỡng bảo trì lớn trước khi bán ra. Thì đây là một chiếc E250, đấy, số điện và cửa lóc rồi này các bác này. Đấy, với những cái giá trị thì lúc mới thì chiếc E250 này thì tôi nghĩ là lanh quanh đâu đó cũng khoảng trên 2 tỷ đúng không ạ, để chúng ta sở hữu lăn bánh nó. Nhưng ngày hôm nay thì cũng khẳng định là các bác chưa bỏ tiền ra như một chiếc i10. Các bác đã sở hữu được một chiếc Mẹ E250 giá trị cao và đẳng cấp. Những mẫu Mẹ E thì thực sự là những cái khuôn mẫu của nó thì nó khá là đẹp, vuông vức, dài rộng. Nó chỉ dưới Mẹ S thôi các bác ạ. Và trên Mẹ C thì đây là một phân khúc mà ở giữa những một chiếc xe sang và một chiếc xe tầm trung. Thì có thể thấy rằng một chiếc Mẹ E thì các bác có thể thấy rằng nó vuông vức đúng không ạ. Đèn đằng sau thì cũng full nét, cảm biến cảnh báo va chạm trước và sau. Đấy. Và đương nhiên nó là phanh đĩa hiệu suất cao ABS và rất nhiều cái tính năng khác. Khi chúng ta cầm lái và sở hữu chiếc Mẹ E thì nó mang lại cho chúng ta vô số những cái tiện ích và những cái giá trị qua thời gian. Thì các bác có thể thấy là những chiếc xe chúng tôi bán ra đều tuyển đầu vào rất là kỹ, nên là tức từ những khe khít liền lạc của chiếc xe, các bác nhìn có thể là nó còn rất là đẹp, đều đặn đúng ạ, và mới. Vậy thì chúng ta đi ngắm nghía một chiếc xe Mẹ E được soạn xuất năm 2012. Và nó mất giá khủng khiếp các bác ạ. Dù là một chiếc xe còn rất là đẹp và mới, nhưng chúng ta sở hữu với một mức giá như một chiếc i10. Thì đầu tiên chúng ta nhìn cái khuôn mẫu của xe Mẹ, đầu tiên nó trang bị là cầu sau là cầu đẩy, thì bao giờ nó cũng mang nó một cái hiệu suất mã lực mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn. Thì các bác chúng ta có thể ngắm nghía nó khá là dài. Chiếc xe này thì nó dài đâu đó nó xấp xỉ khoảng 4m9 gì đó các bác ạ. E250 nhé. Đó. Và cái đầu thì bao giờ cũng trúc xuống. Đấy, nó mang đầy những cái biểu tượng sang trọng và đẳng cấp của xe Mẹ. Cộng hưởng với cái đầu hơi trúc, cộng hưởng với cầu sau thì nó muốn lao về phía trước đó. Và như muốn lao về phía trước. Và cái khí động học của nó bớt cái cản gió đi và kiểm soát tầm nhìn điểm mù sẽ tốt hơn. Và nó trang bị những gì thì chúng ta có thể thấy là cái đèn bi. Đèn này là đèn niếc các bác nhé. Nó sẽ thích ứng góc lái khi các bác vào cua. Thì đây, cái đèn của em phải nói một từ là nó trong mắt như pha lê. Cái thứ hai thì các bác thường cái dòng xe thì các bác nhìn cái đèn này, cái kính này, nó hay bị nứt dạng chân chim bởi vì nó chịu cái nhiệt nóng từ cái phần bóng này soi ra. Nhưng những chiếc xe Mẹ người ta đã tính toán được cái việc đó và người ta đã trang bị những vật liệu vô cùng cao cấp để chịu đựng được những nhiệt nóng, nó không bao giờ bị nứt. Đấy, nó rất là mới này. Đó, và có giờ đèn nhé. Cảm biến cảnh báo va chạm bốn quanh xe, có giải đèn nét định vị ban ngày. Đó. Và từ cái mặt ca lăng thì tại sao mà những chrome ở những dòng xe thông thường nó hay bị bong chóc hoặc nó ố mờ qua thời gian, nhưng trên những chiếc xe Mẹ tại sao mà nó có sáng bóng như mới dù bao nhiêu năm tuổi đi chăng nữa? Thì đó là giá trị của vật liệu các bác ạ. Đó là giá trị của vật liệu. Và những chiếc Mẹ E thì tôi đánh giá rất là cao về cái phần đầu. Đấy, họ làm những cái lưới tản nhiệt. Đấy, toàn bộ là chrome nên thực sự nó mang một cái tính chất là sắc sảo, sang trọng và cái logo thương hiệu đúng không ạ. Đó, tất cả chi tiết của xe khẳng định với các bác là còn rất mới, rất mới. Cũng không giấu thì các bác thì cái xe này thì tôi mua lại của một anh lãnh đạo thành phố. Đấy, thì thực sự anh luôn luôn chia sẻ là anh cũng là người yêu xe và người ta đi thì cực kỳ giữ gìn mà ít đi. Đấy, và bảo dưỡng bảo trì chăm sóc rất đầy đủ nên chiếc xe nó còn rất là mới, rất ấn tượng. Đây ạ, từ phần đèn các bác nhìn cho em. Đó, cặp mắt linh hồn với chiếc xe đúng không ạ. Khi chúng ta nhìn vào đã thấy cái độ mới, độ đẹp và độ sang trọng của nó rồi. Vậy thì các bác lại nhìn cái khuôn mẫu từ phần đầu của chiếc xe Mẹ E. Tôi rất thích, với cá nhân tôi thì tôi rất đánh giá cao và rất thích những khuôn mẫu của Mẹ E.
nó không quá rộng và không quá chật, nó rất vừa vặn để chúng ta đi mọi cung đường, kể cả là thành phố hoặc đường trường, thì nó luôn luôn là tuyệt vời. Và tôi đánh giá cao ở những chiếc xe mẹt, đó là vật liệu để xây dựng lên chiếc xe, nên khi cầm lái chiếc xe mẹt nó rất an toàn, cách âm trọng ổn tốt và ổn định. Đấy, cái xe nó liền khối. Khi chúng ta đánh lái chuyển làn đột ngột thì thường là cái chiếc xe nó không bị văng, nó vẫn theo ý của chúng ta, thì đó là độ liền khối của cái khung gầm nó chắc chắn các bác ạ. Và đèn tích hợp vào rẽ trên gương đây nhé, từ phần gương vung vức rất là mới và đẹp nhé. Từ cái chân kính này, đúng là xe mẹt, cái vật liệu của nó đây các bác nhìn này. Đấy, nó rất tuyệt vời luôn, khe khít liền làn rất là đẹp nhé, từ cửa lóc nóc này đó. Và chúng ta đi vào trong này thì cũng khá là ấn tượng với những cái vật liệu xây dựng lên chiếc xe, chẳng hạn như là nó là đến từ thiên nhiên. Đấy, da bò này. Đấy, nó là da bò xịn nhé, và chi tiết đây là gỗ này. Đấy, thì những cái vật liệu đến từ thiên nhiên thì nó không ảnh hưởng đến cái môi trường, và đặc biệt là không ảnh hưởng đến sức khỏe, thay vì những cái vật liệu như nhựa tái chế hoặc là da công nghiệp trang bị trên chiếc xe thông thường, thì các bác có thể thấy là cái mùi nó rất khó chịu, đặc biệt là xe mới, đúng không ạ? Đặc biệt là xe mới nó rất là khó chịu. Đấy, nhiều bác không thể ngồi lên, không thể chịu được. Và ghế của xe mẹt rất là hay, điều chỉnh ở trên này, từ tựa đầu cũng chỉnh này, rất nhiều hướng và ba vị trí như ghế cho cả lái và phụ đều như nhau các bác nhé. Đây, bốn cánh cửa thì đều auto, gương kính thì chỉnh điện thì đương nhiên rồi. Nhưng cái chính là cái sự hoàn thiện của chiếc xe mẹt. Đấy, cái đường kim mũi chỉ nó đều tăm tắp, và những vật liệu cao cấp qua thời gian thì không bao giờ nó bị xuống cấp các bác ạ. Đây, nhiều cái tôi nói cái minh chứng đầu tiên là thường xe các bác mua về là cứ phải nắp những cái chống chầy vào đây, không sợ nó chầy xước. Như các bác lấy là cái nhựa của xe mẹt đây. Đấy, hơn 10 năm tuổi nhưng nó có xước đâu. Đây là bậc mức lên xuống mà người ta không cần ốp cái gì. Thì đây là một loại nhựa cũng vô cùng đặc biệt. Đó là cái giá trị về thời gian, giá trị vật liệu đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất mới và từ cái bản nề nhé. Để nó giữ cho cánh cửa chắc hơn thì cái bản nề liền khối này, rất to này, chắc này. Đấy, rất to nhé. Và nó là hợp kim. Đấy, và ghế này thì nó là ghế da bò, zin nguyên bản theo xe các bác nhé, zin nguyên bản theo xe. Đó, và cái vô lăng thì cũng được chỉnh điện. Đây, vô lăng thì chỉnh điện. Bây giờ thì tôi cũng xin phép là bật chìa khóa lên một chút này. Đấy, để chỉnh như cái vô lăng này. Đấy, gật cù chỉnh điện này. Đấy, được chưa? Ra vào này, nói chung nó êm, nó không có một tiếng động nào các bác ạ. Đấy, ga tự động cruise control hạn chế tốc độ và đèn xi nhan. Đấy, auto, đèn auto nhé. Và từ cái cửa gió điều hòa các bác nhìn này. Đây, từ ra nó cực kỳ xịn sò luôn nhé. Và đây, từ cái viền cánh cửa này, để nó tạo lên hai cái lần gioăng cách âm trong ồn. Đấy, nó kín và kính dày các bác ạ. Đây nhé, đây, lần gioăng này gioăng hơi này. Đấy, khi chúng ta đóng cửa lại thì hai cái lần gioăng này nó sẽ khép vào hai cái vị trí đó, thì nó tạo lên cả hai một cái lần gioăng đóng liền lúc. Thay vì chỉ có một lần gioăng trên những dòng xe thông thường như xe mẹt. Đấy, nó tối ưu. Đấy, tối ưu nên những người khó tính nhất cũng phải hài lòng từ cái vô lăng. Đấy, và gãy số vô lăng. Bạn này thì số của nó số điện ở đây các bác này. Đấy, chúng ta lùi thì ấn lên, tiến thì ấn xuống, và B thì cần chúng ta ấn vào đầu cái đầu này thôi là xong. Đấy, âm thanh thì rất là hay nhưng tôi không được phép mở và trang bị là đầu 6 đĩa CD các bác ạ. Đấy, máy eco rồi nhé, cảm biến này, rèm điện này. Đấy, cái rèm điện này thì chúng ta có thể ấn vào đây. Đấy, thì cái rèm điện nó tự động lên này, rèm đằng sau này các bác này. Đó, lên rất là êm ái nhẹ nhàng nhé. Đó, đẳng cấp là như vậy. Và xe này thì trang bị cửa lóc rồi. Đấy, cửa lóc rồi. Đây, tắp đồ tắp ni qua thời gian thì các bác nhìn cho em này. Đấy, rất mới đúng không ạ? Đấy, rất mới, ba vị trí như ghế và ghế chỉnh điện ở trên đây nhé. Đấy, chi tiết ốp gỗ và ốp da toàn hàng xịn sò thôi các bác ạ. Đấy, ở đây thì bản trung tâm này cũng được ốp gỗ hết. Đây là bản chỉnh trung tâm này. Đấy, chỉnh này. Đấy, được chưa? Nghe rất sướng và đã luôn các bác này. Đấy, đây chỉnh này. Đấy, trên cái màn hình này. Đấy, cái xe này thích thì chúng ta độ một cái màn hình 12,5 inch lên nó sẽ rất là ok. Đấy, giải trí nhá. Nhưng cái xe này nó còn nguyên bản hết. Thì tôi để nguyên bản thử cửa gió điều hòa, nó còn rất mới và đẹp này. Các bác nhìn cho em này. Đó là vật liệu không bao giờ bị xuống cấp. Đấy, không bao giờ bị xuống cấp nhé. Đó là một cái lý do mà tại sao xe mẹt
lại luôn luôn dành cho những người khó tính cũng phải hài lòng. Đây, các bác nhìn này, xe nó chuẩn, nó không bị méo bẹp gì cả. Đấy, keo chỉ có kẹo zin từ con ốc nhá. Cái vật liệu này thì nó không bao giờ han rỉ được và nó cứng. Đó, đóng cửa và cái khe khí liên lạc của cửa nó rất là đều này. Đấy, cái đường đối của mọi cái đấy, thì nó không sợ bị va chạm các bác ạ. Vâng, đó. Đó là những cái lý do. Và ở bên cạnh đây thì chúng ta cũng có cái rèm. Những cái rèm này thì cũng bằng cơm thôi. Và chúng ta phải sử dụng tay. Đấy, sử dụng tay để kéo cái rèm che nắng này các bác nhé. Và đây, tất cả chi tiết của xe thì với cá nhân tôi là cái xe này quả tội là chủ nhân khá là dữ nên mới được mới như thế này. Tất cả cái vị trí đều có đèn soi ở chân. Và cái này là ba vùng độc lập điều hòa. Đằng sau này thì cũng có một vùng nữa. Đấy, đằng sau này có một vùng nữa nhé. Và ghế thì đặc biệt cái tư thế ghế ngồi. Và đây là bệ tì tay để cốc thì chúng ta để được điện thoại này. Đấy, để cốc thì chúng ta bật đây này. Nó mới này cơ mà. Đấy, và gặp lại khi chúng ta đi thêm người các bác ạ. Đấy, cái ghế thì đặc biệt là cái ghế, cái tựa đầu của nó cũng xịn sò. Và cái tư thế ghế ngồi thì các bác có thể thấy là ấn tượng ở cái xe mẹt là cái bản ghế nó to và độ ngả nó lớn. Đấy, nên ngồi rất là dễ chịu, đặc biệt đi những cung đường dài thì các bác không thấy mệt mỏi. Thì đó là những giá trị trên xe mẹt các bác ạ. Đó là giá trị nhé. Và nghe tiếng đóng cửa các bác ạ. Dòng này xịn bao năm nó có xuống cấp đâu. Những cái viền này, nó cứ mới toanh thôi ạ. Vâng, đó là sự tuyệt vời các bác ạ. Đấy, nhiều bác thì không hiểu được cái giá trị của xe mẹ nên là chúng ta cũng có một chút băn khoăn. Đó, băn khoăn là cái gì? Khi sở hữu những chiếc xe mẹ thì các bác băn khoăn về cái bảo dưỡng bảo trì. Nhưng mà cũng xin chia sẻ với anh chị là như thế này. Đó là chuyện của ngày xưa thôi ạ. Vâng, ngày xưa thì trên thị trường Việt Nam gần như là nó rất ít những dòng xe mẹ, bởi vì nó xa xỉ đắt đỏ. Và nền kinh tế của Việt Nam lúc đó cũng còn khá là nghèo nàn. Thì những người sở hữu được những chiếc xe mẹ không có nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay tại thị trường Việt Nam thôi. Nên tất cả những cái xe là chúng ta phải nhập khẩu. Và kể cả là đồ thay thế cũng phải nhập khẩu. Và tay nghề người thợ lúc đó cũng còn chưa tiếp cận với những dòng xe sang, xe châu Âu, xe mẹ. Thì cái vấn đề là bảo dưỡng bảo trì hoặc là thay thế đồ đạc là cả một vấn đề. Cái thứ nhất là khó khăn, cái thứ hai là đắt đỏ. Nhưng đến giờ này thì tất cả các hãng xe mà những người thợ trên thị trường Việt Nam sở hữu những chiếc xe mẹt và bảo dưỡng bảo trì thay thế đồ đạc sẵn có ngay trong một lốt nhà. Cái thứ hai là đối với người thợ Việt Nam bây giờ nó là như dòng xe phổ thông rồi. Đấy, như dòng xe phổ thông, nó không còn cái gì là quá lạ lẫm, quá xa xỉ hoặc khó khăn nữa các bác ạ. Đấy, nên bây giờ là cơ hội để chúng ta sở hữu những mẫu xe sang. Đấy, nhưng mà được giá rẻ. Đấy, từ những thanh phản quang. Đấy, zin theo xe. Đấy, từ những cái lỉ của nó xịn sò lắm các bác ạ. Xịn lắm. Nó không như dòng xe thông thường đâu ạ. Đấy, cốp thì vô cùng là rộng rãi đây ạ. Đấy, rất rộng là khác các bác nhé. Và dưới này thì xe mẹt trang bị cho chúng ta một cái lốp dự phòng cỡ nhỏ thôi. Nhưng đặc biệt là cái vật liệu thì các bác nhìn những dòng xe thông thường thì nó sẽ đổi màu hoặc biến dạng, biến màu. Nhưng đây, trên xe mẹ cái vật liệu của nó thì không bao giờ xuống cấp, nó cứ như mới thôi. Đấy, đây là cái bộ điện này. Nhưng các bác nhìn cái dây điện của nó khủng khiếp không? Đấy, nhìn nó đã thấy nó xịn sò rồi. Đây, xịn sò rồi các bác này. Vậy các bác lưu ý cho em, đi mua xe, qua sử dụng nhìn cái đít tôn này. Đấy, nó mà méo bẹp thì xe nó va chạm rồi nhé. Đây, nó mà nét căng như này. Đấy, nét căng như này. Các bác thấy không? Đấy, thì nó mới chuẩn được. Đấy. Còn quan trọng là mua xe thì chúng ta cứ nhìn cái form dáng nó mượt mà các bác ạ. Đấy, nó mượt mà thì chúng ta hoàn toàn là yên tâm, đúng không ạ? Thì đó là tôi mong muốn chia sẻ với các bác. Đi xem xe mà chúng ta nhìn cái xe đấy. Đấy, từ những khe khít cái nền nạc, chẳng hạn như cái đèn này nó sọc sạch, nó lệch nạc khe khít này, hoặc cái đường nền nạc nó hở hoang hoác. Đấy, và những cái này này nó không còn sắc nét nữa. Đấy, ví dụ thế, cái này nó không đều nữa thì xe chứng tỏ nó va chạm rồi các bác ạ. Đây, nó phẳng này. Đường nó đều này. Đấy, khe khít liền lạc này. Đấy, từ cái chân kính này. Đấy, để mà các bác nhé. Thì đó là kinh nghiệm chọn xe qua sử dụng. Đó, đây ạ. Còn rất mới. Đấy, rất mới nhé. Đấy, đúng là vật liệu xe mẹt nó không bao giờ xuống cấp qua thời gian, tiền nào của ấy thôi. Đúng là vàng khác, kim cương khác, mà bạc nó khác, không thể giống nhau được, đúng không ạ? Cái giá trị nó khác nhau về cái vật liệu. Đấy, tốt.
đúng là mẹt. Nên đóng cái cửa và đi con này thì nó vẫn là rất là đã. Và đời này thì nó trang bị động cơ 1.8 turbo tăng áp thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Các bác chạy đường ngoài đô thị nên anh quanh 6 lít rưỡi 7 lít thôi. Mẹt rất tiết kiệm mà chạy thì rất sướng. Dàn âm thanh nghe, bác nào là tín đồ âm thanh nghe xe mẹt thì đúng là không muốn xuống rồi đúng không ạ? Không muốn xuống rồi các bác nhé. Đó. Rất ấn tượng. Đấy, từ cái mép. Nó cái chiếc mới, không bao giờ xung cấp các bác nhìn này. Đấy, có ngỡ là một chiếc xe mới nhưng thực ra nó hơn 15 tuổi rồi các bác ạ. Thì nó mới chứng minh được những cái giá trị của thời gian. Đó, giá trị của thời gian. Đấy, đây à. Các bác thấy không? Đấy, nó tuyệt vời là tuyệt vời như vậy. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục phải đi khoang động cơ của chiếc xe. Tôi quay xe thì nó khá là kỹ nên nhiều bác thì cũng bảo nó ông Phúc nói hơi nhiều. Nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi bán xe trên mọi miền Tổ quốc, khách hàng ở phía Nam thì thường họ xa xôi họ không ra được. Đấy thì các bác chốt xe qua những cái clip xem rất là chi tiết. Nên là các bác cũng hoan hỉ thông cảm cho em nhé. Đấy, hoan hỉ thông cảm cho em là em sẽ quay rất là kỹ để các bác ở xa đến xem cái xe thì cũng không mất thời gian. Chứ em không làm như những người khác, cái gì cũng báo đẹp báo zin xong quay nhóm nhào xong đến lúc là các bác đến xem cái xe đấy thì nó lại là cái xe nó lỗi lát đấy, thì mất thời gian của các bác. Đây thì em cứ quay từ con ốc đây đấy, thì các bác có gì các bác cũng hoan hỉ cho đấy, hoan hỉ cho nhé. Đấy, chứ cũng không nên trách móc làm gì cả, mỗi người một cách làm. Đấy, mình làm tận tâm với khách hàng mà cũng bị của mắng thì nghe nó oan uổng quá, nó sai sai các bác ạ. Đấy. Tiền nào thì của ấy thôi. Nên nhiều bác ham rẻ phải trả giá một cái mức giá khá là đắt về xe này, bảo dưỡng bảo trì bao nhiêu tiền mà vẫn là những cái xe kém chất lượng các bác ạ. Nên em không làm những dòng đó. Đấy, máy móc này. Cái này có 4 máy thôi, vâng 4 máy thôi các bác nhé. Đó. Và bao giờ thì em cũng làm thêm cái phần gầm. Đó là quay chi tiết cái phần gầm các bác nhé. Quay chi tiết cái phần gầm, cái phần khung gầm máy móc thì chúng ta không thể bỏ qua trên một chiếc xe cũ được các bác nhé. Đấy. Thì tôi khẳng định là xe sang chất lượng nên là xe đam mê bao giờ cũng quay thêm cái phần gầm để các bác xem. Thì bây giờ thì cái xe này cũng rất là hợp lý thôi các bác nhé, trên 400 thôi. Các bác nào mà hoan hỉ thì yêu nó thì nhấc máy alo trực tiếp cho Phúc Yêu là 0969 28 999 hoặc 0935 32 333. Còn bây giờ thì xin mời tất cả anh chị hãy dành một chút đi thời gian để đi xuống phần gầm. Thì cũng trước khi đi phần gầm thì tôi cũng nói chi tiết về chiếc xe này. Đó là một chiếc mẹt E250 được sản xuất năm 2012. Số điện cửa lóc máy 1.8 turbo tăng áp. Xe thì bao cho các bác là không đâm xô, không thủy kích cầm nước các bác nhé. Nếu sai thì tôi sẽ đền tiền gấp đôi khi các bác đặt cọc chiếc xe hoặc giao dịch chiếc xe. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Còn bây giờ thì cũng xin phép các bác là dành một chút ít thời gian chúng ta đi xuống phần gầm để kiểm chứng chất lượng chiếc xe và xem là mề bán ra. Xin mời các bác. Nói chung là ăn chắc mặc bền thì các bác xe mua xe cũ thì cứ phải xem phần gầm. Tại sao mà tôi muốn nói xem phần gầm? Đầu tiên khung gầm máy móc làm bên dưới thì các bác nhìn này. À, cái đầu này có va chạm hay không nhé? Sập không? Thì cái nhựa này là nhựa bị gãy vỡ tổn thương đầu tiên nhé. Nhưng nó còn zin như thế này để chúng ta yên tâm rồi. Zin yên tâm rồi. Với cái giá trị vật liệu thì trên xe mẹt thì đây này, đây là mình chứng này. Hợp kim hết này, hệ thống hợp kim hết này. Hợp kim thì nó bền, cứ trong phao thôi. Và nó cứng các bác ạ, không bao giờ bị han. Đấy, thức lái này. Đấy. Máy số này, zin đét hết nhá, máy này. Zin đét hết nhá. Đấy, khô gioăng. Xe Đức mà như thế này là quá ok rồi. Vâng, quá ok nhá. Đấy, máy như thế quá ok, cái càng đỡ máy này. Đấy, không có dấu hiệu của va chạm gì cả. Đấy, chúng ta yên tâm nhé. Đấy, càng đỡ máy này. Phanh hiệu suất cao của nó rất là to này. Rất to này, khác biệt này. Đây những cái này không bao giờ hạn này. Đấy, sàn thép C55. Đấy, máy số thì đây, từ con ốc này. Zin hết này. Đấy, khô gioăng hết này. Zin hết nhé. Đấy, nó mình như thế các bác ạ. Đấy, đây nhá. Đấy, chỉ có trên xe mẹt mới có những cái như thế này thôi. Cái gầm của nó thì nhiều cái nó cách âm trong ổn, nó tăng cường cái độ cách âm tốt này, chống nhiệt tốt này. Đó là những cái giá trị. Bô thì trắng phong, thép không gì. Kiểu tia xe mẹ bẹt, tuổi đời trăm năm vẫn thế này thôi. Nó chịu được cái nhiệt nóng mà nó không bị han. Nhưng dòng xe khác cầu sau cầu đẩy thì nó khỏe. Nó khỏe hơn cầu kéo rất là nhiều. Và hệ thống treo đa điểm thì rất nhiều cái thanh treo. Đấy, gọi là đa điểm. Đấy, đây nhá.
Đấy, cũng là hợp kim hết. Bộ sau này cứ trong phòng thôi. Đây, đây nhá. Và những cái tấm nhựa này. Đấy, không bị vào gãy vỡ này. Đấy, nhựa. Và những cái răng đầu oxy nó này. Đầu oxy răng. Răng zin này. Không bao giờ sao va chạm nhá các bác nhá. Zin hết nhá. Đất cát nó bám thôi. Đấy. Mọi thứ là còn rất ok những độ tôn sau này. Đấy. Không méo bẹp. Thì chúng ta không sợ va chạm đúng không? Đấy, thì nội dung nó là như thế thì các bác sẽ yên tâm về chất lượng và giá trị của chiếc xe chúng tôi bán ra. Cảm ơn các bác nhé. Đó. Và sau trước khi quay thì chúng tôi đã tháo những cái tấm bảo vệ gầm, chẳng hạn như cái tấm thép ở đây. Đấy, có hai lớp này, có tấm thép ở đây này. Đây này. Bảo vệ gầm, bảo vệ máy này và một tấm nhựa ở đây để quay cho các bác. Còn bây giờ chúng tôi sẽ lắp trở lại thì nó sẽ như thế nào. Nó rất là kín các bác này. Đấy, để các bác hiểu rõ nhé, chúng tôi làm rất là kỹ, phải tháo tung nó ra để quay cho các bác. Đó.